Thì nói chung em cũng biết tí nấu ăn thôi mà cái này em cũng không có khéo cho lắm. Thì hôm nay em tặng anh cái món này là rau câu hình hoa hướng dương. Thì cái hoa hướng dương này nó có ý nghĩa là nó là thông điệp của tình yêu và đặc biệt là sự chung thủy luôn hướng tới người mình yêu. Và em mong là hôm nay anh thử miếng bánh này của em, không biết có ngon hay không nhưng mà anh nhớ cái thông điệp mà em gửi tới. Rồi, anh cảm ơn, cảm ơn em nha. Em mời anh Linh ăn. Anh đang đợi đó. em làm trước đi. Nè, lấy tâm dùng đi, nó để sẵn luôn rồi đó. Dân chỉ không ăn đâu, anh biết mà. Đúng rồi, Linh hiểu tôi ghê á. Đó, ăn cho biết thôi. Mời chị Dân. Để chị không ăn rồi để em lo cho, em lo nói chuyện đi. Dạ, em chào quý vị khán giả. Em chào chị Hồng Dân. Em chào anh Quỳnh Linh. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang. Em sinh năm 91, em ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Em làm nghề nghiệp gì nào? Dạ, em là hiện là giáo viên mầm non. À, giáo viên mầm non hả? Ở tại Nhân Trạch luôn hả Trang? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, xin mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Và chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ạ. Em tên Trần Minh Quang. Quang? Dạ, tên Quang. Sinh năm 86. 86, Quang làm gì Quang? Dạ, em bên làm sale. Buổi sáng, buổi chiều thì về làm phụ bên thẩm mỹ viện. À, rồi làm hai chớp luôn á hả? Dạ. Trời ơi, Quang ở đâu? Tiền để đâu cho hết Quang ơi. Dạ em ở Bình Dương. Bình Dương hả? Dạ. Em nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em á thì nói chung là em hòa đồng, vui vẻ. Nói chung là khi mà em dặn cái gì đó thì em cũng rất là dễ quên. Còn nhược điểm của em thì hơi nóng tính và ít nói nữa chị. Dễ quên, ít nói mà nóng tính hả? Hơi nóng tính và hơi ít nóng nói tính. Hơi nóng tính. Cũng như là dễ dặn nhưng mà sau đó thì cũng dễ quên. Nhưng mà nóng tính nhất là em làm gì? Ai chọc tới em nhiều khi em nóng quá, em không chửi người ta. Nhưng mà em bực, kiểu như em bực trong lòng á, có khi là em khóc. Có đập đồ, đập đạc, chọi đồ, chọi đạc không? Nhưng mà kiểu như không có ai hoặc là người nhỏ hơn mình tức quá thì mình chọi đại cái gì đó cho đỡ tức thôi. Lấy bậy cái gì chọi thôi đúng không? Em nữ công gia chánh giỏi không? Dạ thì em nói chung là em cũng hơi vụng về. Thì em nấu được những món đơn giản thôi. Cái này là em làm hả? Dạ em tự làm á. Vậy là giỏi rồi. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em ưu điểm là làm việc nhà gia đình làm được hết rồi, cũng biết nấu ăn rồi mở quán bình dân thì cũng được. Mở quán chưa? Dạ mở rồi. Mở rồi quán gì? Mở quán nhậu với quán cà phê cũng làm. Nhậu rồi nhậu dữ không? Em cũng uống lai rai thôi. Lai rai hả? Vậy là cũng có gọi là ý chí làm ăn ha. Em có tật xấu gì không? Em cũng chắc cũng nóng tính rồi sợ độ cao rồi. Em ơi, em lúc mà xỉn á em có hay bị mất kiểm soát không? Dạ không, em kiểm soát được nhưng mà cái thời lúc trẻ thì nó cũng hơi bị mất. Mất nó ra, lúc mà mất kiểm soát nó ra. Mất kiểm soát là có nghĩa là khi mình đi về mình có thể sai cái mình lủi vô cái bụi lùm gì đó nhẹ nhẹ mà chạy tốc độ chậm thôi, ví dụ như 20 mình ngã nhẹ vô cái lề đường hay gì đó rồi đi về nhiều khi mình quên mình đi vệ sinh mà mình quên mình có thể như đi vệ sinh sai chỗ. Ví dụ sai chỗ, ví dụ. Dạ như là đi vô phòng tắm thì thường thường là nó có cái đèn sáng thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh là tức là có thể quên tè vô tủ lạnh luôn. Dạ, thỉnh tè vô tủ lạnh đó. Thôi bây giờ là mình nói chút xíu về được tình duyên đi bên đàn gái. Chào em. Dạ, gái. Dạ em chào anh. Ồ, dễ thương quá. Được tình duyên em thế nào? Dạ thì hiện tại em là một single mom ạ. Single mom hả? Dạ. Bé trai bé gái gì cơ? Dạ em bé trai 5 tuổi rồi. 5 tuổi bé hả? Trai 5 dạ. Tuổi. Em có gia đình lâu chưa? Dạ em có gia đình năm 2015. Được mấy năm? Dạ em ở, bé em khoảng 4-5 tháng là bắt đầu ly thân. Là ở với nhau khoảng 1 năm rưỡi. Năm rưỡi mình quen nhau bao lâu mà? Dạ quen nhau bắt đầu mà tính yêu nhau là khoảng 6 tháng mà cưới. 6 tháng rồi hả? Dạ tại hồi đó bạn này là bạn hồi cấp 3 với em. À dạ. Tức là biết trước rồi. Dạ biết trước rồi. Nhưng mà đã có đứa con rồi. Dạ. Bỏ nhau chắc cũng gọi là có gì nó dữ lắm em hả? À, dạ thật ra thì mâu thuẫn sâu sắc. Em cần một người chung thủy mà thì bạn đó không được như vậy nên rồi định. Anh hiểu rồi. Dạ. Còn đường tình duyên em sao? Tình duyên em cũng có gia đình. Có luôn hả? Dạ em bé trai gần 2 tuổi. À mình lấy vợ mấy năm? Hơn 2 năm rồi ly dị.
Nhà ly dị rồi. Con ở với ai? Con ở với mẹ, nhỏ theo mẹ. Mình phụ cấp. Phụ cấp. Dạ. Ủa em ơi, như vậy có nghĩa là hai bạn là cũng bé ly hôn từ hồi nhỏ luôn mà đúng không? Coi như là hai bạn đã lỡ một chuyến đò rồi đó. Vậy là em có ngại về bạn gái bên đây là single mom không? Em cũng như vậy cho nên em không ngại. Làm gì có gì ngại, cô bên kia rất là xinh đẹp nha. Anh nói cô bên kia hơi bị xinh đó. Dạ. Chị hỏi em cái lý do mà em với lại cái người vợ của em ly hôn vậy? Thì chắc là do cái tính khí là quá nóng nảy. Em cũng có nóng tính, sau này em bớt lại nhưng mà người đó nóng hơn em luôn đó. Có nghĩa là hỏi như vậy để cho bạn nữ thấy được rằng là với những cái tính cách như vậy á, thì đi đến cái chuyện mà ly hôn của tụi em á, thì là bạn nữ có thấy là mình có phù hợp với lại cái mong mỏi của em hay không? Em hiểu ý chị không? Đó thì em thì nóng là chỉ có khóc thôi đúng không? Dạ, thì tức quá mình nói không được mình khóc. Ừ, khóc thôi. Ví dụ như cái tiêu chí của em với cái người bạn trai sau của em là như thế nào? Điều kiện tiên quyết là em muốn phải như thế nào? Đầu tiên là em cần nhất là sự chung thủy. Và phải đặc biệt là phải thương con em. Đúng rồi, phải thương con em giống như con của mình. Dạ, đúng không? Rồi. Đó là cái điều kiện tiên quyết. Dạ. Đó, chị cũng nghĩ như vậy. Rồi, em trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với em trai. Có em trai hả? Rồi, em trai thấy em, sao em trai? Em trai bà con. À. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào hai MC với quý vị khán giả ở đây. Em là Nhã, là em họ của anh Quang. Anh em thì em chơi từ nhỏ nên tính tình em khá hiểu anh. Anh thì ngoài thời gian ra là anh dành cho hết công việc à. Chỉ có tối về anh em uống cà phê thôi. Còn tật xấu của anh thì em chưa thấy ra. Em chỉ nói gọn là nếu được thì chị cho anh em cơ hội. Còn chị bên đây sao? Dạ chị đây thì em thấy được. Quá trời đẹp rồi ha. Quá trời đẹp. Quá trời đẹp rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em đi với bạn và em gái. Đâu em gái đâu? Em nói. Dạ, em chào chị Hồng Vân và Linh với vị khán giả. Em là em gái của chị Trang. Theo em thấy thì ở nhà chị hiền, vui vẻ, quan tâm với gia đình. Còn anh thì em thấy cũng dễ thương. Chắc em nghĩ là hợp với chị em. Vậy hả? Cảm ơn em. Nghĩ là hợp ha, cảm ơn em. Thôi vậy chắc hợp rồi đó. Thôi. Hai bạn cũng có kinh nghiệm trong tình trường rồi. Mình mở rào đi cho hai bạn cùng chia sẻ xem có hợp với nhau hay không. Chào em. Dạ em chào anh. Em có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Anh ơi, nói chung em cũng biết tí nấu ăn thôi mà cái này em cũng không có khéo cho lắm. Thì hôm nay em tặng anh cái món này là rau câu hình hoa hướng dương. Thì cái hoa hướng dương này nó có ý nghĩa là nó là thông điệp của tình yêu và đặc biệt là sự chung thủy luôn hướng tới người mình yêu. Và em mong là hôm nay anh thử miếng bánh này của em, không biết có ngon hay không nhưng mà anh nhớ cái thông điệp mà em gửi tới. Rồi anh cảm ơn. Dạ. Cảm ơn em. Em mời anh Linh ăn. Anh đang đợi đó. em làm trước đi. Nè, lấy tâm dùng đi, để sẵn luôn rồi đó. Dân chuyển ăn đâu, em biết mà. Đúng rồi, Linh hiểu tôi ghê á. Đó, ăn cho biết thôi. Mời chị Dân. Để chuyển ăn rồi để anh lo cho, em lo nói chuyện đi. Chúng đây ăn cho nó gọn. Trời ơi, sao bỏ tôi một mình ơn ở đây vậy đó hả Linh? Dân nói chuyện đi Dân. Món này em tự làm hả? Dạ em tự làm, em mới làm tối qua á. Được, ngon. Dạ, em cảm ơn. Em có gì hỏi cho em hỏi trước đi. Thì anh cho em biết cái cảm nhận mà khi anh thấy em là như thế nào. Cảm nhận thấy em cũng như lúc nãy chị Dân nói là xinh. Anh Quỳnh Linh cũng nói xinh, là anh thấy cũng xinh. Dạ em cảm ơn. Dạ, vấn đề là xinh như vậy là có cảm thấy đúng như là cái tưởng tượng của em hay không, là cảm xúc của em lúc này như thế nào? Dạ, cảm xúc của em thì hình như là cỡ trên 90% rồi. Em có thấy cái bạn nói về cái điều kiện tiên quyết mà bạn mong muốn ở em không? Thì em nói để cho bạn yên tâm. Thì cái đầu tiên em cần ở người bạn trai của mình là em cần sự chung thủy. Thì anh có điều đó hay không? Chung thủy. Người anh thương thiệt sự là anh mà về sống chung là chắc chắn là phải chung thủy. Anh cũng cần người chung thủy. Dạ. Đó, rồi hỏi bạn là với con của mình thì sao? Dạ. Còn nếu mà em với anh đến với nhau á thì con của em có phải là trở ngại với anh không? Thì hiện tại anh cũng có con cho nên anh thông cảm chuyện đó rất là nhiều. Dạ. Và gánh nặng thì không phải gánh nặng, chắc chắn là không phải gánh nặng rồi, nhưng mà mình có hiểu nhau không để mà cùng có chung một tiếng nói để về mà dạy một cái đứa con đó không thôi.
Rồi hai đứa dự định coi nếu đến với nhau thì có con nữa không hay là sao? Thì nếu mà đến với nhau thì em cũng thích có con nữa, còn ý anh sao? Chắc chắn rồi, anh thì cũng còn, anh với em trẻ mà chắc phải có ít nhất là một đứa con chứ. Nếu mà thành sẽ có một đứa con. Gái hay trai? Cũng được. Nhưng bé em trước, thích gái hơn. Bé trước của anh là trai hay gái? Trai. À, em cũng thích gái. Tại dạ, em có bé trai rồi. Thôi vậy là tốt rồi. Đó, rồi bây giờ sở đoản của mình là gì? Em hát một bài tặng bạn gái đi. Dạ đúng rồi anh. Anh hát anh, tặng em đi. Em quên hết bài hát luôn rồi. Giờ em tặng em bài thơ ha. Đó đứng dạ lên. À, em đứng lên đi. Hai đứa tạo cái gọi là điện sinh học coi là có hạp cái điện không. Tình cờ anh gặp được em. Tình cờ anh đã yêu em mất rồi. Tình cờ rồi lại tình cờ. Tình yêu có phải tình cờ không em? Tình cờ. Được rồi đó, tôi thấy được rồi. Được bánh chưa? Ngon. Hết luôn hả Linh? Hết rồi đó, gửi trả cái dĩa nha. À, vừa ăn vừa nghe đọc thơ. Tình cờ, tình cờ anh hết cái dĩa này của em. Thôi thấy hai đứa bây giờ nói chuyện cũng hợp. Bây giờ trong lòng của em trai cảm nhận thế nào về em gái nè? Nói anh nghe coi. Dạ cũng rất là thích. Rồi nói chuyện ra thì cũng có duyên. Bây giờ mình tới đây cũng là một cái chương trình thực tế rồi. Thì mình cho nhau cơ hội để sau cái khoảng thời gian này mình tìm hiểu coi như thế nào. Cảm thấy được thì mình tiến tới, còn không được thì lúc đó mình là cũng là bạn bè. Thôi hết thời gian luôn. Nãy giờ hai em cũng đã nói chuyện nhiều. Anh nghĩ rằng các em đủ để có thể cảm nhận xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 30 giây suy nghĩ và quyết định. Đó, cầm cái tay ra. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta có thể mở cửa trái tim hay không, có thể mở lòng mình hay không. Quyết định là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Em có bấm mà nó không ăn. Bên đây người ta bấm rồi đó. Đánh xuống. Em gái nó nóng tính mà em bấm rất là nhẹ. Tôi thấy cái tay cô nè. Em bấm hai lần rồi đó. Hãy giữ lấy cái dĩa này để làm kỷ niệm. Nhớ rằng một lúc nào đó em đã có cô gái xinh đẹp tặng một cái dĩa bánh, yeah, một cái dĩa rau câu nha. Còn mở ra, bên đây chưa mở nè, mở ra coi lại gì. Trời ơi, sao mà cái bông mà y chang cái đầm vậy? Có cắt lén rồi cắt bông không? Cái này là bằng pha lê đó. Rồi em ý nghĩa là gì? Em mong muốn điều gì đây? Dạ thì đi tới đây là đi lẻ mà cũng giống như về phải có cặp đôi như cặp chị Nga này. Đó, đi lẻ là như về có đôi đúng không? Dạ. Vậy là em đã tội nguyện rồi đó. Rồi, thôi được. Cất rồi. Hai đứa nắm tay nhau đi. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình hứa gì với cô gái đi? Nếu như chúng ta hẹn hò, chúng ta đi tới một cái điều gì đó xa hơn thì em sẽ làm gì cho cô gái xinh đẹp này? Nói đi em trai. Yeah, em bữa nay tới đây chương trình này em rất là vui. Cũng rất là vui hơn khi em với bạn này cùng có thể bấm nút tìm hiểu nhau. Em cũng sắp tới đây tương lai sắp xếp thời gian qua Đồng Nai thăm em rồi cũng như tìm hiểu thêm. Rồi giờ có nhớ tên không? Trang. Trang đúng rồi. Còn em anh Quang. Nói em rất vui mà mặt em buồn quá. Nên em đến chương trình em rất vui. Em vui dữ lắm. Em cười đẹp quá mà sao em không chịu cười đi. Tại có nhiều những điều ta giấu kín trong lòng đó. Được rồi đó. Hung cái ban đầu đi. Sao nóng cái trán gì vậy? Vì là sao? Bên... Nâng cầm được. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yageo trên toàn quốc. Yageo là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy nắm tay nhau, cố gắng nuôi dưỡng tình yêu cho nó lớn lên ha, chăm sóc lẫn nhau để chúng ta có thể đi suốt cuộc đời còn lại. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn ạ.